thứ sáu tuần 8 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và khi thấy ở đằng xa có một cây vả nhiều lá, người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, người chỉ thấy lá thôi. Người phán bảo cây vả rằng: cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa. Khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ: nào chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng: lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi. Chúa Giêsu đáp: hãy tin vào Thiên Chúa. Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha cho các con. Suy niệm: gia đình Kitô hữu là đền thờ của Thiên Chúa, là nơi cầu nguyện. Thánh Marco nhắc nhở gia đình tôi: Chúa Giêsu đang quan sát gia đình tôi về cách sống, cách cư xử với nhau, cách sống đạo. Chúa Giêsu không muốn gia đình tôi trở thành nơi buôn bán, suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền của vật chất, chỉ chạy theo lối sống hưởng thụ mà không nghĩ gì tới Chúa và người khác. Chúa cũng không muốn những người trong gia đình tôi là cây vả không sinh trái. Chúa nói với người Kitô hữu: các con hãy tin vào Thiên Chúa, hãy cầu nguyện, hãy tha thứ cho nhau. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã nghe lời Chúa nói và nhắc nhở chúng con. Xin giúp mọi người trong gia đình chúng con trở thành đền thờ cho Chúa ngự.